Xin chào toàn thể các bác, lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai sẽ đi tiến hành test thử về chức năng và cái chất lượng hiệu quả của cái dòng sản phẩm long ống đồng sử dụng cho máy khoan bin mà bên em đang phân phối xỉ lẻ toàn quốc hiện nay. Trong thời gian qua thì rất nhiều bác đã tin tưởng và sử dụng cái dòng sản phẩm này. Các bác có trả lời lại cái phản hồi là sản phẩm cực kỳ là tốt, chất lượng rất là hiệu quả, đảm bảo cái công việc, tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cũng có một số bác là đang băn khoăn vì là nhiều bác là đang suy nghĩ là không biết là cái chất lượng của nó ra làm sao và sử dụng như thế nào. Rất nhiều bác là đã nhắn tin đến shop và yêu cầu là làm cái video test thử để cho mọi người cùng tham khảo. Thì hôm nay là bên em có thời gian rảnh là em sẽ làm cái video này. Em sẽ test thử về cái chức năng của cái dòng sản phẩm này để các bác tiện đây thì các bác tham khảo. Các bác vào xem video mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất mỗi khi mà bên em làm video giới thiệu về những cái dòng sản phẩm bên em đang phân phối. Thì trung tâm Điện Máy Ngọc Mai chuyên phân phối xỉ lẻ nhận ship code COD toàn quốc về tất cả các dòng điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế, điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay, mẫu mã rất là đa dạng và chất lượng ok, giá cả thì luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Thì đối với cái dòng sản phẩm của ngày hôm nay, không để cho các bác phải chờ đợi lâu, em sẽ đi giới thiệu chi tiết nhé. Sản phẩm này là long ống đồng, phục vụ cho các bác thợ làm nghề điện lạnh này, cực kỳ là tiện lợi. Bên em sản xuất bằng cái chất liệu là inox, không bị han, không bị rỉ. Một sản phẩm này các bác có thể là long được 3 cửa ống. Các bác long ống đồng điều hòa để hàn ống nhé. Một sản phẩm này các bác long được 3 cửa ống này, ống 6, ống 10 và ống 12. Được sản xuất bằng inox này, có chuôi nục giác, sử dụng cho các dòng máy khoan. Các bác có thể là sử dụng được cho tất cả những cái dòng máy khoan mà em để trên màn hình đây. Máy khoan bin hoặc là máy khoan điện, tất cả những cái dòng máy đầu bu lông này, đầu kẹp 10, đầu kẹp 13 và đầu chuyên vít, đầu kẹp đều gài, đầu gài đều rất là ok luôn. Đối với dòng máy khoan điện này hoặc là khoan bin, các bác đều có thể là sử dụng được, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhá, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các bác. Sau đây thì bên em sẽ nhờ một bác nhân viên kỹ thuật là bác ấy sẽ test thử cho các bác luôn trên một con máy bu lông Makita này. Trước tiên thì là bên em sẽ test đối với cái dòng ống N2. Các bác thấy không, cái độ long rất là sâu luôn, đảm bảo hàn là sẽ không bị hở, chất lượng rất là cao, hiệu quả rất là cao trong công việc luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không, cực kỳ là chắc nhá. Đấy, rất là chắc luôn. Tiếp theo là sẽ đến ống 10 này. Sử dụng bằng chiếc khoan sẵn có của mình. Đấy, các bác thấy không? Rất là sâu nha, không có hề bị rơi. Bên em vẫn chưa hàn được nhưng mà các bác thấy không bị rơi luôn. Long rất là sâu. Trên thị trường hiện nay thì cũng có một số đơn vị là sản xuất cái dòng này, thế nhưng mà tuy nhiên là cái kỹ thuật mà nó không đảm bảo chất lượng thì là các bác long nó sẽ không được sâu như thế này. Cái này bên em là đảm bảo chuẩn từng xăn, từng mm cho các bác luôn. Em vừa bên em sẽ test thử bằng khoan điện cho các bác luôn. Các bác sử dụng được hết tất cả những cái dòng máy khoan mà em để trên màn hình đây nhá. Đấy, tất cả những cái dòng máy khoan trên màn hình là các bác đều có thể là sử dụng được. Các bác sử dụng được từ máy khoan pin cho đến máy khoan điện đều rất là ok. Bên em có phân phối tất cả những cái dòng máy khoan này. Các bác mà quan tâm đặt hàng thì các bác cứ để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này, hoặc các bác có thể là alo trực tiếp cho bên em qua cái đầu số là 0378487818. Số điện thoại em để lại dưới tiêu đề. Số đó là bên em có cả Facebook và cả Zalo. Các bác muốn mua hàng các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong việc mua hàng. Cũng như là khi các bác đặt mua sản phẩm thì bên em sẽ tư vấn cho các bác được kỹ hơn và gửi hình ảnh chi tiết cho các bác, cũng như là báo giá cho các bác theo thời điểm và báo giá theo số lượng trên từng đơn hàng. Các bác quan tâm đặt hàng thì các bác có thể là đặt mua một chiếc long này là bên em cũng đều ship đến tận nơi cho các bác luôn. Hoặc là bác nào mà chưa có khoan thì các bác có nhu cầu đặt mua cả máy khoan thì là cứ báo với bên em. Tiếp theo là bên em sẽ long bằng một chiếc máy khoan điện đấy ạ. Rất là ok luôn. Đảm bảo công việc
tiết kiệm rất là nhiều thời gian, nhưng mà không hề bị vỡ ống được các bác nhá, không bị vỡ ống, không bị xước ống đấy. Hiệu quả rất là cao luôn. Các bác chỉ cần long như thế này, sau đó là các bác dùng mỏ kho à, đảm bảo không bao giờ hở. Rất là ok luôn, cực chắc nhá. Đây em sẽ quay sát để cho các bác xem về cái độ long của nó này, rất là sâu luôn này các bác này. Đấy, rất là sâu nhá, cực sâu luôn. Đấy các bác nhìn thấy không, đây này, đây nhá, rất là sâu này. Đây để em sẽ rút cái đánh dấu cái này, rút cái này ra, lòng quá. Rút ra để các bác xem là cái độ nó sâu được cần nào. Đấy, các bác nhìn thấy không? Khá là sâu luôn, cực sâu luôn đấy ạ. Đấy, rất là ok nhá. Em đã test thử cả máy khoan pin và máy khoan điện để cho các bác được tham khảo. Các bác mà quan tâm đặt hàng thì cứ liên hệ với bên em. Đấy, rất là ok. Vừa lấy là em có test bằng một chiếc bu lông. Cái này thì máy bu lông này thì nó khá là mạnh. Tiếp theo là em sẽ test thử cho các bác về cái dòng đầu 10, đầu kẹp 10 của cái dòng máy khoan pin này, để các bác tham khảo luôn. Vì là nhiều bác còn băn khoăn là sợ là cái máy khoan của mình nó chưa đủ độ mạnh để có thể là sử dụng cho cái dòng sản phẩm này. Bên em sẽ test cho các bác tham khảo luôn, từ máy to cho đến máy nhỏ. Máy to mặc dù là tốc độ rất là mạnh nhưng mà cũng không hề bị vỡ ống các bác nhé. Các bác cứ yên tâm sử dụng thôi ạ. Đây bên em sẽ test tiếp trên chiếc máy khoan pin đầu kẹp 10 nhé. Máy đầu kẹp 10. Rất là ok. Bên em đang tiến hành long ống 12 này. Quá là xuất sắc luôn. Các bác thấy không ạ? Rất là ok nhá. Rồi. Ok rồi ạ. Các bác mà quan tâm thì liên hệ với trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu một cái dòng sản phẩm long như thế này. Em sẽ quay sát màn hình này để cho các bác nắm rõ này. Rất là đẹp nhá. Chất liệu inox, bao bền, bao bền, bao đẹp và bao chất lượng cho các bác luôn. Các bác quan tâm thì liên hệ với trung tâm điện máy Ngọc Mai nhá. Em cũng xin được kết thúc cái video của em tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào like chuông của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây ạ.